Xin kính chào bà con cô bác nha. Buổi sáng á, bắt con lên đè mẫu, chiều thả xuống kêu đi mua thuốc uống. Làm như tôi là như là heo hay gì. Sáng bắt bỏ lên lò mổ, chiều đem xuống xé thịt cũng bán. Rồi sáng sớm đem ra ngoài bán cho lòng cũng bán bún bò quế. Cuộc đời sao mà nó làm rụp nhanh gọn lẹ dữ vậy. Nhưng mà đời mà là đàn ông là phải sao? Là đàn ông mà là đàn ông thì phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Đúng không? Chứ không phải mạnh mẽ nha. Làm đàn ông bước ra đàn ông. Mạnh lên coi. Đau đớn gì đâu, đau đớn gì đó. Nằm lên lấy dao chẻ bụng ra, móc cắt xong easy, y như là nhổ găng á, chích thuốc tê mà đau đớn gì đó. Làm đàn ông phải nhớ là đàn ông là phải mạnh mẽ lắm. Thêm bay mọi người nha, tâm sẽ mỏng thôi. Bye bye nha. Bye bye.